Hướng dẫn sử dụng bột tắm kem nhân hưng hộp 30 gói. Vì sao bột tắm kem nhân hưng chưa thể phát huy hết tác dụng trong điều trị các bệnh lý ngoài da cho bé như chạm sữa, rôm sảy, hăm tã, mẩn ngứa, mụn nhọt? Thay vì ngừng sử dụng sản phẩm, mẹ hãy kiểm tra lại cách sử dụng, thời gian sử dụng, liều sử dụng xem đã đúng với hướng dẫn dưới đây chưa nhé. Cách sử dụng với bệnh viêm da cơ địa thể tràm, chạm sữa, azema. Giai đoạn: căng da, khô ửng đỏ, mụn đỏ li ti. Hòa tan một gói với 0,5 lít nước ấm, vệ sinh vùng chạm ở trẻ, không cần tắm trắng lại, sử dụng 2 lần một ngày. Giai đoạn xuất hiện mụn nước kèm rỉ nước. Hòa tan 2 gói với 0,5 lít nước ấm, vệ sinh vùng chạm ở trẻ, không cần tắm trắng lại, sử dụng 2 lần một ngày. Giai đoạn xuất hiện chàm hóa sừng, da khô, bong chóc. Hòa tan một gói với 0,5 lít nước ấm, vệ sinh vùng chạm ở trẻ, không cần tắm trắng lại, sử dụng 2 lần một ngày. Giai đoạn này cần kết hợp với sản phẩm dưỡng ẩm, liên hệ với dược sĩ để được tư vấn về sản phẩm kết hợp. Một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Đối với bệnh viêm da cơ địa thể tràm, chàm sữa, azema, sau khi vệ sinh vùng chàm cho bé bằng nước pha bột tắm nhân hưng, vùng da bệnh của bé có hiện tượng đỏ ửng lên. Hiện tượng đỏ ửng có thể kéo dài từ 30 đến 60 phút rồi mất đi, hoặc có thể ửng đỏ trong 2 đến 3 ngày đầu khi mới sử dụng. Khi hiện tượng đỏ ửng này có kèm dấu hiệu vùng da bị bệnh của bé khô se thì đó là hiện tượng bình thường, thể hiện bé đang đáp ứng tốt với sản phẩm. Cha mẹ không nên lo lắng, hãy tiếp tục cho bé sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Đối với bệnh viêm da cơ địa thể tràm, chàm sữa, azema, sau khi sử dụng sản phẩm, vùng da bệnh của bé có thể lan rộng hơn. Đây cũng là hiện tượng bình thường, cha mẹ không nên lo lắng. Bởi tính chất của bệnh viêm da cơ địa thể tràm là rất ngứa và lan rộng hơn. Trong vài ngày đầu sử dụng sản phẩm, bệnh chạm vẫn tiến triển bình thường theo tính chất của nó. Từ khoảng ngày thứ 5 trở đi, vùng chạm bắt đầu săn xe lại, khô dần và giảm ửng đỏ dần. Điều đó thể hiện làn da bé vẫn đang đáp ứng tốt với sản phẩm. Đối với bệnh viêm da cơ địa thể chạm, chạm sữa, azema, tùy theo từng đáp ứng của bé, vùng da bệnh của bé sẽ cải thiện dần sau một liệu trình kéo dài từ 20 đến 25 ngày sử dụng. Do đó, cha mẹ đừng quá nôn nóng. Hãy sử dụng đúng hướng dẫn và có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bé nhé. Đối với bệnh viêm da cơ địa thể tràm, chạm sữa, azema, trong giai đoạn rỉ dịch, mẹ sử dụng bột tắm nhân hưng như hướng dẫn. Nếu sau 2 đến 3 ngày, vùng da không khô se, không có cải thiện nhiều, mẹ liên lạc hotline 1800-6960 để được hỗ trợ. Trong trường hợp các mẹ không phân biệt được các giai đoạn của chàm sữa ở trẻ, vui lòng liên hệ hotline 1800-6960 để được hỗ trợ. Lưu ý khi sử dụng bột tắm nhân hưng điều trị bệnh ngoài da cho bé. Vệ sinh vùng da bệnh bằng nước sạch trước khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm phát huy tốt tác dụng nhất khi hòa tan trong nước ấm sạch 37 độ C. Sản phẩm hoàn toàn không độc hại, nhưng do vị đắng tự nhiên của thành phần thảo dược có thể gây khó chịu cho trẻ khi vô tình uống phải. Sản phẩm khi pha có màu xanh vàng nhạt do màu tự nhiên của thành phần thảo dược berberine và chlorophyll. Sau khi tắm, da trẻ sẽ có màu vàng nhạt. Đây là lớp màng bảo vệ da nên không cần tắm trắng lại bằng nước sạch. Sản phẩm pha đặc có thể làm vàng kẽ móng tay, móng chân và quần áo. Hiện tượng này sẽ biến mất sau vài ngày ngừng sử dụng sản phẩm. Sản phẩm có thể sử dụng tắm hàng ngày để dự phòng bệnh lý ngoài da ở trẻ. Sản phẩm giúp loại bỏ các bệnh lý ngoài da tại vùng đầu ở trẻ nhưng không có tác dụng thay thế gội đầu. Do đó, khi trẻ bị nổi mụn ở vùng da đầu, cha mẹ cần vệ sinh sạch bằng sản phẩm sữa tắm dịu nhẹ, sau đó gội trắng lại bằng nước có pha bột tắm nhân hưng để gia tăng hiệu quả điều trị. Sản phẩm giúp loại bỏ các bệnh lý ngoài da tại vùng đầu ở trẻ nhưng không có tác dụng thay thế gội đầu. Không dùng cho trẻ quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Sử dụng sai cách có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm.